Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục loạt bài trong khoa học thiết kế website doanh nghiệp với CMS Joomla 2.5. Nội dung bài học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức tạo mới và quản lý module kiểu là Modded Content. Thì module Modded Content có tác dụng là liệt kê tất cả những cái bài viết được xem nhiều từ trong cái hệ thống quản lý bài viết của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào phần là quản lý module. Chúng ta tạo mới một cái module với cái kiểu là kiểu Modded Content. Thì đây chính là cái module kiểu là Modded Content của chúng ta. Thì module này nó sẽ liệt kê những cái bài viết được đọc nhiều cũng như là được xem nhiều. Chúng ta sẽ khai báo một cái tiêu đề cho cái module, những bài viết được xem nhiều chẳng hạn. Chúng ta cũng hiển thị cái tiêu đề của module. Sau đó chúng ta lựa chọn giá trị cho position. Thì chúng ta xem qua cái trang size xem có vị trí nào hợp lý để chúng ta hiển thị cái module này không. Tôi thấy là có vị trí là position 10, phù hợp với cái module của chúng ta. Tôi lựa chọn là position 10 cho cái module này. Rồi, tôi xếp lại. Chúng ta có thể xem qua một chút đã trước khi chúng ta tiến hành cấu hình được không ạ? Các bạn thấy, đây chính là cái module là những bài viết xem nhiều của chúng ta, Modded Content, được không ạ? Hiển thị là một số cái bài viết được xem nhiều ở trong cái hệ thống quản lý bài viết. Thì cái module này ấy, các bạn có thể là hiển thị những bài viết được xem nhiều từ tất cả các bài viết thuộc tất cả các danh mục, được không ạ? Với cái tùy chọn là All Categories. Hoặc là nếu chúng ta chỉ muốn là hiển thị những bài viết được xem nhiều của một hoặc là một số cái danh mục nào đó thôi. Ví dụ chẳng hạn tôi muốn hiển thị những cái bài viết xem nhiều của cái mục là bản tin công ty thôi. Thì tôi lựa chọn bản tin công ty, tôi xếp lại. Refresh. Các bạn thấy đây là những bài viết được xem nhiều của cái mục là bản tin công ty. Còn các bạn nếu muốn lựa chọn thêm một cái danh mục nữa thì chúng ta chỉ việc là nhấn Ctrl, chúng ta lựa chọn thêm một danh mục nữa. Ví dụ là tin tức công nghệ thông tin, đúng không ạ? Xếp lại và chúng ta refresh. Thì đây chính là những cái bài viết được đọc nhiều ở trong hai cái danh mục, đó là danh mục bản tin công ty và danh mục là tin tức công nghệ thông tin. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là kiểm soát, chúng ta muốn cho phép là hiển thị bao nhiêu cái bài viết mà được xem nhiều. Ví dụ ở đây chúng ta thấy giá trị mặc định là 5, thì chúng ta thấy là 5 bài viết. Chúng ta có thể là sửa lại, chúng ta muốn hiển thị là 10 bài viết, được không ạ? Ta xếp lại thì nó sẽ hiển thị là 10 bài viết được xem nhiều ở trong hai cái danh mục bản tin công ty và tin tức công nghệ thông tin. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là gì cấu hình là muốn hiển thị những cái bài viết đặc biệt hay không, đúng không ạ? Bài viết đặc biệt hay không? Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi những bài viết đặc biệt thì thường thường được hiển thị cố định ở trên website của chúng ta, bởi vì nó là bài viết đặc biệt cho nên là luôn luôn phải cần được hiển thị. Để có cái tính năng này đó là hạn chế cái sự trùng lặp khi mà đã tồn tại bài viết đặc biệt rồi mà nó lại vẫn hiển thị ở cái bài viết xem nhiều nữa, đúng không ạ? Thì như vậy là nó hạn chế cái việc trùng lặp thôi. Thì tuy chúng ta có thể là sử dụng là show hoặc là hide. Nếu chúng ta sử dụng là hide thì những cái bài viết đặc biệt, nếu nó là những cái bài viết được xem nhiều thì nó cũng không hiển thị ở cái mục này, được không ạ? Không hiển thị mục này. Cấu hình lại là 5 để cho nó đẹp, nó cân đối so với là cái mục bên trái chúng ta, những bài viết mới. Rồi. Thì như vậy là chúng ta đã biết cách là tạo và quản lý cấu hình cái module theo kiểu là Modded Content, tạo ra những cái bài viết được xem nhiều, hay nói đúng hơn là nó sẽ lọc ở trong cái phần quản lý bài viết của chúng ta, những bài viết nào được đọc nhiều, được xem nhiều thì nó sẽ lọc và hiển thị ra bên ngoài. Và chúng ta đã tìm được cho nó một cái vị trí thích hợp, đó là vị trí là position 10 để hiển thị cái module những bài viết xem nhiều. Ta là xếp lâu lại. Thì nội dung bài học ngày hôm nay tôi xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo. Chúc các bạn học tập tốt.